Akasoft xin chào 800 quý thượng đế YouTuber và Facebook. Như trên màn hình bạn thấy là chiếc Sirius FI đời 2022. Thì hôm trước mình làm một video đó là về cái bộ option là tắt đèn và quán đổi xi nhan thì được rất nhiều anh em ưa đối với dòng xe này. Bởi vì từ 2022 những dòng xe này đã là đối với Yamaha nha. Còn Honda thì nó đã từ khoảng 2020 nữa là không có công tắc đèn rồi. Còn đến năm nay 2022 thì Yamaha cũng đã làm không có công tắc đèn. Đó. Và đây là mẫu Sirius FI mới hoàn toàn. Thì mẫu này các bạn biết với form xe nó to hơn so với mẫu trước, phần mặt nạ, phần đầu đèn đồ nhìn nó bắt mắt hơn, nó đẹp mắt hơn rất nhiều so với mẫu cũ. Đảm bảo mẫu này bán sẽ chạy hơn so với là cái mẫu Sirius FI đời trước nhiều. Thì hôm nay vẫn là option đó là quán đổi đờ mi xi nhan và làm phân tắc đèn. Khác hôm nay là mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp cái công tắc và cái giắc chuyển đổi làm tắc đèn đó cho anh em ở xa mua về. Thì cái này mình làm tất tật chỉ việc là ghim giắc thôi các bạn ha. Và đây là cái công tắc zin đã tháo ra, công tắc zin nó không có cái này. Thì mình xài là mình xài công tắc của F150 hàng zin Yamaha nha các bạn. Bên mình làm là công tắc tất cả là công tắc zin hết. Thì mình bán kèm cho bạn là công tắc và cái một cái mạch chuyển như thế này. Đó. Cái mạch này mình đã làm sẵn, giờ mình để tắt đèn chiếu sáng. Còn cái phần quán đổi từ từ các bạn. Do cái phần cần thiết nhất là phần chiếu sáng nên hôm nay mình làm trước cái phần chiếu sáng. Còn cái vụ quán đổi xíu mình nói tiếp nha. Rồi, có đây là công tắc của F150 nha. Mình sẽ tắt của F150 luôn. Hàng chính hãng Yamaha nha, không làm hàng phát. Bao các bạn trách hàng. Không đúng mình đền tiền tặng luôn cái bộ mình đã bán. Thì sau khi lắp hoàn chỉnh nó sẽ như thế này. Thì cái việc lắp tôi nói với bạn là cực kỳ đơn giản là sao, rút cái này ra, rút cái nút zin này ra ha, nó có hai cái ngàm hai bên nè, mỗi bên nó có hai ngàm, rút nó ra xong lấy công tắc của F150 để vô, nhấn vô ngay cái cạch là nó gài một cái giắc này lại là xong. Rồi sau đó sử dụng cái giắc này, cái giắc này mình sẽ một giắc 4 lỗ mình ghim vô cái giắc của công tắc đèn F150 này, hai cái giắc còn lại thì xíu mình sẽ nói trên xe cho các bạn dễ hình dung ha. Cái này mình sẽ bán kèm nguyên combo là công tắc và cái giắc như thế này luôn đó. Còn các bạn ví dụ có công tắc rồi các bạn muốn mua giắc mình vẫn bán các bạn, không mình vấn đề. Mà bạn muốn mua kèm sẵn mình vẫn bán kèm ha. Rồi xe này đờ mi ở trên xi nhan ở dưới làm quán đổi như thế này để làm chi, khi bật xi nhan nó dễ thấy hơn là đây và nhìn nó lạ hơn. Xi nhan giờ lên trên các bạn gõ gõ ha. Và bóng chiếu sáng là bóng led H4, các bạn muốn mua bóng led vẫn được luôn. Thì sau khi các bạn mua cái phần tắt đèn và mua bóng led thì cái việc mà thay bóng led cực kỳ đơn giản luôn, là rút bóng zin ra để bóng led ghim giắc vô là xài. Tại vì xe này bản thân lửa là cấp lửa bình lên, khi nào nổ máy nó có mát lên thì nó mới sáng đèn chứ không phải đi điện máy, thật sự nó là lửa bình các bạn đó. Có pha cấp điện vô bóng đèn từ công tắc, hay là không có công tắc thì công tắc có pha nè, đưa xuống điện chỗ cái bóng đèn là lửa 12V sẵn, chỉ có là khi nào nổ máy nó mới đưa mát lên bóng đèn thì lúc mới sáng đèn thôi. Ha. Đó, các bạn muốn là không nổ máy sáng đèn khi bật công tắc thì bạn xử lý zin mát đó. Còn bạn muốn để zin là nổ máy mới sáng thì việc thay bóng led cũng đơn giản, rút bóng zin để bóng led vô, xe nó sẽ đi điện bình rồi. Nên cái việc là bóng led cũng cực kỳ đơn giản ha. Rồi, về phần đờ mi và phần xi nhan sâu luôn là bóng T10. Các bạn muốn đổi bóng led chuẩn được, rút bóng zin ra thay bóng led vô. Riêng xi nhan khi thay bằng led phải thay cục chớp, nó mới chớp được nha các bạn. Tất cả những xe thông dụng bóng zin là bóng sợi tóc xi nhan, thay bóng led là phải thay cục chớp mới chớp được đó. Bóng T10 mình cũng bán rất nhiều màu, trắng, xanh dương, xanh lá, xanh băng, đỏ, vàng, vàng của xi nhan, giá tiền cũng rất nhiều loại, vài chục ngàn, trăm mấy, hai trăm mấy, ba trăm mấy đều có đầy đủ. Nó khác nhau với giá tiền thì khác nhau về độ sáng và khác nhau về thương hiệu và thời gian bảo hành ha. Bóng xi nhan là T10. Cái bóng đèn hậu zin là bóng sợi tóc, các bạn muốn đổi sang bóng led vẫn được luôn, nó đã đi điện bình sẵn nên việc thay thế bóng led cực kỳ dễ, cũng rút bóng zin ra để vô. Xe đã đi điện bình thì việc thay led vô cùng đơn giản, trong nháy mắt ba nốt nhạc, rút bóng zin ra để bóng led vô xài. Bóng led nó sẽ có hai loại, một loại zin là bình thường sáng nhẹ, thắng sáng mạnh đó, và loại F1 là bình thường sáng khi thắng chớp chớp, gọi là bóng stop F1. Các bạn muốn mua gì các bạn cứ đặt hàng Facebook, Zalo hoặc là số điện thoại, nhân viên sẽ báo giá các bạn đặt hàng ha. Đó là với dòng xe Sirius FI này. Bóng đồng hồ vẫn là bóng T10, bóng đèn đồng hồ nè. Zin nó là bóng sợi tóc giống như bóng đờ mi á, là màu vàng. Các bạn muốn thay bóng led vẫn được luôn nha các bạn. Đó. Bốn bóng số 1 2 3 4 vẫn là bóng T10, thay được luôn. Đó, đồng hồ T10 luôn ha. Rồi. Đây, cái việc mà thay thế công tắc đèn nó đơn giản như thế này hết chưa? Đó các bạn ha. Càng đèn xi nhan bên này nha. Rồi,
Đây là xe đã quán đổi cho bạn xem nè. Đờ mê xuống dưới, xi nhan lên trên nè. Thì khi đó các bạn bật xi nhan nó thấy rất là rõ, đúng không? Cái người ngược chiều các bạn thấy bạn bật xi nhan rất là dễ hơn ở xoay dưới. Đó. Ngoài nhìn nó lạ hơn, nó đẹp hơn. Cái option này nè, cái option tắt đèn và quán đổi là được anh em Sirius FI rất là yêu thích sau khi mình đã làm một cái video hôm trước giới thiệu cái đó. Thì hôm nay mình làm tiếp cái video này để cho anh em ở xa. Tại rất nhiều anh em sau khi ở xa coi rồi đặt mua cái bộ dắt với cái phần tắt đèn thì rất nhiều. Thì hôm nay mình sẽ làm. Rồi bây giờ mình nổ máy thử nè. Thấy chưa? Nổ máy, mở công tắc đèn. Thấy chưa? Mở công tắc đèn là công tắc ngay đây nha. Bên phía tay ga đó. Tắt nè, mở nè ha. Có pha. Đó các bạn ha. Bình thường còn muốn đổ con led thì thay cũng zin sang led vô tư trong ba nốt nhạc. Ok ha. Rồi. Thì cái việc mà làm tắt đèn này là các bạn hãy gõ chiều kim dắt thì đương nhiên không cắt dây rồi. Tới thời điểm hiện tại thì làm điện là cái phương châm đầu tiên trước tiên là không cắt dây ha. Thì các bạn thay ống zin á, đúng rồi, các bạn thay ống zin á, như mình nói là các bạn rút cái này ra nè, rút cái dắt này ra, rút cái cao su này ra, rút ống zin ra, xong để ống led vô ghim dắt vô lại là xong ha. Rồi bây giờ rút cái đầu đèn ra cho mình. Bây giờ mình rút đầu đèn để mình cho bạn xem cái hệ thống mà tắt đèn nó sẽ đi như thế nào. Đây, cái công tắc đèn các bạn thay vô rồi là không nói ha, thay vô xong nó sẽ đưa cái dắt 4 ngay đi vị trí này, ngay cái tay mình nè. Đó. Rồi, đây là cái bộ dắt của tắc đèn. Cầm giùm anh. Rồi các bạn đợi mình tí xíu. Đây cái dắt 4 của cái dắt này nè là các bạn ghim vô cái còn công mất đèn. Còn cái dắt đèn 2 này nè là các bạn ghim vô cái chỗ mà cái đường điện zin á, sau khi mà các bạn tháo cái đây. Đây là cái công tắc zin nè, các bạn tháo cái dắt này ra nó sẽ chừa lại cái dắt hai ngược lại. Các bạn đợi xíu mình coi ở đâu rồi. Móc giùm mình cái dắt hai đen mà cái lưỡi á. Coi nó đâu rồi. Ok, nó đây nè các bạn. Rồi ha. Thì cái dắt đen của cái chỗ cái bộ dắt tắt đèn nè. Đây các bạn thấy rõ ha. Đây cái ngón tay của mình nè nha, chỉ nè. Đó ghim vô chỗ này. Ha. Ghim vô dắt này, cái dắt này là dắt trên cái cùm công tắc zin á. Rồi. Cái dắt bên này nè, dắt mà có đỏ với màu cái trong suốt này nè là dắt ba nè, là mình ghim vô cái chỗ mà cái cốp pha đi ra. Đây là cái nút cốp pha nè, thì cái dắt trong suốt này nè các bạn ghim vô cái nút cốp pha. Dắt ba màu đỏ này nè ghim vô cái dắt zin trên xe là đây. Tại vì thợ mình làm xong nó rút đi rút gọn rồi luôn rồi nên hơi nhìn thấy nó hơi khó, chứ thật sự nếu mà cắt cái rút này ra thì cái dắt ba mà có màu dây xanh lá, màu nâu, màu vàng nè là cái ban đầu nó sẽ ghim vô nút zin. Thì mình rút nó ra, mình chèn thằng vô giữa, thằng đỏ là ghim vô cái dắt bên xe, thằng trắng trong suốt này nè ghim vô cái công tắc đèn cốp pha, xin lỗi, ghim vô công tắc cốp pha trong công tắc đèn. Rồi sau khi làm xong nhớ làm gọn cái phần điện là sao, giấu nó bên trong hết, rút gì rút lại như thế này cho nó nằm im. Còn đây là toàn bộ hình ảnh cái dắt làm tắt đèn của Sirius FI. Vì bản thân nó là xài điện 12V bóng halogen nên không cần xử lý mạch, chỉ cần xử lý dây điện dây gọn đẹp, lòn ống cao su đi dây điện như này ha. Ghim dắt, rồi ghim đúng chỗ. Và sau khi ghim xong là nhớ để ý kiểm tra mấy cái dắt này nè, nó phải nằm cứng, nó không bị tuột ra. Các bạn nắm, các bạn rút nhẹ cái nó bị tuột không? Rút mạnh tất nhiên nó phải tuột rồi, cái lực các bạn mạnh nó phải tuột. Các bạn lắc nhẹ cái nó không tuột là ok, là cái dắt nó cứng ha. Thì thợ mình làm xong nó đã lòn cái điện đi bên trong hết các bạn. Nó giấu những cái đường điện đi bên trong nè, đó. Như nãy làm xong giấu vô trong rồi cho nó gọn, nhìn vô cái thẩm mỹ phần đầu giống vậy đó. Nhìn nó như zin ha. Rồi các bạn thấy rõ ha. Rồi, ghim đầu đèn cho gáp lại giùm mình. Đó, mình nói hôm nay là cái bộ mạch bao gồm, xin lỗi, không phải loại mà là mạch nữa, bộ dắt chuyển tắt đèn dành cho Sirius FI 2022 bao gồm công tắc, đây mình xài công tắc của E80 luôn ha. Và cái dắt chuyển mình sẽ bán kèm cho các bạn. Đó, việc lắp đặt như nãy giờ video mình đã hết rồi. Mình giới thiệu thêm về phần đèn chiếu sáng, nếu các bạn muốn mua bóng chiếu sáng ha. Bài bóng đờ mi, bóng xi nhan, bóng đèn hậu, bóng đèn đồng hồ. Đó, tất tật những cái option về bóng đèn mà việc thay thế là trong ba nốt nhạc là gút ghim thôi. Cho dành cho những anh em mới xa, các bạn không phải tới được, các bạn đặt mua thì mình sẽ gửi hàng. Thì mọi tư vấn có giá vui lòng gọi trực tiếp số điện thoại trên video. Chờ gáp đi. Ai chờ gáp chiếc xi nhan. Mọi tư vấn báo giá đặt hàng qua Facebook hoặc Zalo hoặc là qua điện thoại, YouTube chỉ để video các bạn tham khảo sản phẩm, không báo giá bên YouTube các bạn nha. Ha, thời gian làm việc của shop là 9 giờ sáng đến 6 giờ 30 tối và làm việc suốt tuần. Các bạn cần tư vấn báo giá liên hệ trong thời gian trên 9 giờ sáng đến 6 giờ 30 tối, ngoài thời gian trên tin nhắn và cuộc gọi nhỡ sẽ nằm ở trạng thái chờ.
ha. Hôm sau mình làm việc lại sẽ liên hệ lại các bạn và tư vấn có giá cho bạn. Và video xin thúc, cảm ơn một nhà thời gian xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn cho những video, cho những dòng xe khác nhau và những dòng xe đồng dụng hiện nay trên Facebook và YouTube. Mọi người xin cảm ơn và xin chào các bạn.